thoải mái mà như vậy. Rồi nhìn vô đen thui, màu Ừ. tối Cái màu mình bỏ màu. vô app được không ta? Cái lý mình bỏ vô app mình chỉnh màu được mà. Khuôn mặt không chỉnh được nữa thì phải. Thì Nãy che từ mặt đâu? lại đi rồi khoái. Nãy Không từ đâu? không không không, ý là cái clip của Quên clip em, hồi nãy còn á. cái này thì không thấy được cái mặt đâu. Clip mất Xí luôn. cho xem. Rồi nãy mình quay cái app luôn là được. Ngay từ đầu mình quay app luôn là được. Nhưng mà app sợ không đủ. Ủa app cũng không, app cũng có thời hạn hả bà? Có những có 2 phút mấy Nó quay rồi. dài được mà. Hà. Ừ. Nhưng mà khi mà mình chỉnh sửa, mình cắt là mình chỉnh sửa hay sao thôi chứ app vẫn quay dài được mà. Lần nhớ quay Ly được có quay, hai cho ngày phút. trước Ly quay cho thằng Rick, Ly quay app mấy phút lận. À. Ừ. Vàng cố gắng hơi đau xong không có xí xem gì. Thà cục như riêng liền được nè. Để ở nhà mà chỉ mấy cái mụn một cả nó mới trên nành nó còn sưng lên thành mụn luôn á. Do lì quá đúng không? Lì Cứ quá đúng đè kìa phải không? ở móng tay á. Ví dụ Không có ra được á. Thế là chữ luôn lên à, lên que luôn. Như được cái vòng vòng vòng. Lâu rồi không đặt mấy cục một đá. Ừ. Để đợi bà ngồi nha. Thèm biết thèm nó mới muốn Đặt lên lên nó ngặt cái bà già nó xuống nó biết sạch luôn. người lớn lớn tuổi nhiều lắm. Mà thường lớn tuổi là Không hiểu đi. ok làm chi. Vì con cái kiểu như dắt đi đi thì thôi.
chắc nặng à, nặng ra thôi chứ hút làm ra là nhổ không được, lại mụn mày mụn dài dây kìa, mụn mày này là nặng mà nhổ nó không ra hết mọi người. Không biết nó có mụn mũ lực xanh có cao không mà nó về có mà. Đây. Cố gắng nghe là sĩ. Mình cảm nhanh cỏ là lắm nha, và 2-3 tuần trước lấy lần nha, 2-3 tuần là lâu đấy à. Họ là tuần lên lại rồi, nhiều người mà đi bụi ta nói là 3 ngày, nhưng mà mụn đen vàng như đây thì không, đen vàng đi thì phải để lâu cả tháng. Thế là cái mặt chị là cứ hàng tuần đi một lần, nước mắt nước mũi chảy hết rồi. Chị cố gắng về xin. Đi xin. Đi sợ. Đi. Đi chắc đi. Đào xin.
rõ chị đào dõi ghê chứ. Nước mắt chảy hết rồi còn dõi gì nữa trời. Nhưng mà chịu đựng được dõi. Khi là vẫn chịu đựng được. Người muốn làm đẹp phải chịu khổ thì rất khổ. Thì làm gì mà dễ dàng cái gì. Đụng vô cái mũi cái ai mà chảy nước mắt thường thường á. Hầu như có con bé mùa đây hay không thôi nè. Không đau. Phải có nhiều dây thần kinh đó nè. Đau. Đúng rồi. Đừng ngồi không đau mà hầu cũng chảy nước mắt. Ừ, kiểu rứt. Chỗ miệng này nè. Chỉ có một cái này cổ này nó dùng chiếu này. Nó khó chiếu cái gì. Viêm.